Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới anh em đó là hai cục đẩy, một cục đẩy 4 kênh và một cục đẩy 2 kênh. Với hai cục này thì anh em đã đi sâu sự kiện rất là thoải mái rồi anh em nhé. Hoặc anh em có thể dùng cho những phòng hát, karaoke đều được anh em nhé. Thì đối với những cục đẩy 2 kênh và 4 kênh em đang giới thiệu tới tất cả anh em, thì tất cả nó đều là hàng mới và là hàng chính hãng, đều được bảo hành 12 tháng. Lỗi sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu nếu như lỗi phát sinh của nhà sản xuất anh em nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu tới anh em cái cục đẩy 4 kênh mang thương hiệu của Lex Acoustic 9004XS. Với những cục đẩy 4 kênh này thì anh em sẽ chuyên để đánh những dòng loa full. Với 4 kênh này, công suất cho ra đó là từ 850W đến 900W trên một kênh. Lưu ý với anh em, đó là công suất thực và công suất chuẩn ở chế độ 8 ohm. Còn với chế độ 4 ohm thì nó đến hơn 1000W anh em nhé. Nên anh em thoải mái dư công suất. Với một kênh này thì anh em có thể chơi tốt được một cặp bát 30 hoặc là những cặp array, hoặc là một cặp array anh em nhé, bát 30 anh em có thể đánh vào một kênh. Và bốn kênh này thì anh em đã chơi được 4 cặp array hoặc là 4 cặp bát 30 rồi anh em nhé, 4 cặp loa full 30 hoặc array bát 30 anh em nhé. Thì với 4 kênh này anh em đã chơi được 4 cặp là 8 quả rồi, rất dư giả công suất và bền bỉ tới tất cả anh em. Cục đẩy này thì sẽ sử dụng đó là 64 sò NJW và 16 tụ lọc nguồn. Với sò NJW và chạy mạch Class H thì tiếng nó ra sẽ rất là lợi cho những tiếng full của anh em. Tiếng full nó sẽ sáng và nó sẽ sạch sẽ. Chạy thì nó rất là bền bỉ, bởi vì những cặp loa full hoặc những cặp array thì nó chỉ công suất tầm khoảng 700 đến 800W trên một cặp anh em nhé. Còn một quả thì nó rơi vào tầm 300 đến 350W một quả. Thì đối với 900W ở 850 đến 900W ở chế độ 8 ohm thì anh em đã dư giả công suất rồi, chưa nói đến công suất trên chế độ 4 ohm anh em nhé. Nên anh em yên tâm sử dụng 4 kênh, mỗi kênh một cặp bát 30, dư công suất cho tất cả anh em. Và khi đi sâu thì anh em cũng không thể thiếu được đó là những cặp súp hơi, súp kép 350. Thì đối với những cục đẩy thứ hai đó là cục đẩy 2 kênh LX 3600S, thì với cục này công suất cho ra là từ 1600 đến 1700W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với chế độ 4 ohm nó lên tới hơn 2000W. Với hơn 2000W ở chế độ 4 ohm thì nó có thể đánh dư giả những cặp súp kép từ 280 côn 125 anh em nhé. Nên anh em yên tâm và sử dụng. Với những cục 3600XS này thì nó sử dụng đó là những sò của Toshiba. Sò của Toshiba thì nó sẽ không lợi về tiếng ca, lời ca của anh em, nhưng nó rất lợi về những tiếng súp, đánh nó sẽ lực hơn và tiếng súp nó sẽ uy lực hơn rất nhiều anh em nhé. Với những sò NJW của cục đẩy 4 kênh thì khuyên anh em đó là lên dùng để chơi full. Nếu như gia đình ấy, gia đình anh em vừa đánh full vừa chập bridge và đánh súp thì nó rất là ok. Còn anh em đi sự kiện ngoài trời hoặc là những phòng hát thì anh em lên dùng tách biệt như này, không nên dùng chập kênh vào anh em nhé. Dùng tách biệt bởi vì anh em có súp, có những loa full thì anh em dùng những cái cục đẩy riêng rẽ như này, 4 kênh chuyên đánh full và 2 kênh thì anh em sẽ dùng chuyên cho đánh súp, nó sẽ rất là tốt cho tất cả anh em. Với cục LX 3600S này thì nó sẽ là size 3U và cục 9004XS này nó sẽ là size 2U. Size 3U này thì anh em có thể thấy được bên em đã có mở nội thất cho tất cả anh em rồi, bán kính nguồn đồng rất lớn và nguồn của nó cũng cao 3U luôn anh em nhé, tụ cũng cao 3U luôn. Nên anh em biết được cái chất lượng và cái công suất của nó ra như thế nào. Công suất chuẩn của nó ở chế độ 8 ohm nó rất là lớn. Đối với hai loại cục đẩy này của bên em thì anh em đánh cần một sự bền bỉ, cần một sự mát máy. Chất lượng thì hai cục này nó phối hợp với nhau thì rất là an ý, và nó sẽ chơi được rất nhiều các thể loại loa như của anh em có thể sử dụng. Anh em đi sự kiện ngoài thì anh em cũng có thể dùng với cục 9004XS này. Anh em có thể đánh được full đôi 40 coi 76, full đôi 40 hoặc là một cặp full đơn anh em nhé trên một kênh. Thì đối với 4 kênh này anh em có thể đánh được đó là hai cặp full đôi 40 hoặc là 4 cặp full đơn bát 40 anh em nhé, từ 190 coi 76 thì anh em đánh rất là dư giả về phần công suất. Chỉ cần với hai cục này anh em đã cân được cả bộ dàn của anh em rồi. Đấy, cân được cả bộ dàn dù đi sâu hay đi vào phòng hát của anh em, nó đã dư giả công suất cho anh em rồi.
với mức đầu tư nó cũng không phải là quá lớn mà anh em đã sử dụng được những cục đẩy rất là chất lượng, hai kênh công suất lớn đánh chuyên lợi về tiếng súp, bốn kênh công suất cũng rất lớn chuyên lợi về LK và tiếng loa full của anh em. Với cục 904XS này thì giá của nó hiện tại đó là 8.300.000 đồng là bao ship toàn quốc tới tất cả anh em. Còn cục đẩy 2 kênh 3600XS này với giá đó là 9.500.000 là chưa gồm bao ship anh em nhé. Chưa gồm bao ship. Bao ship như cục đẩy này thì nó cũng tầm khoảng 300-400.000 để anh em có thể lựa chọn. Nó tùy vào từng khu vực anh em nhé. Miền Bắc khác và miền Trung và miền Nam giá vận chuyển nó sẽ khác nhau. Đấy, nên là nó áng chừng tầm khoảng 300-400.000 tiền vận chuyển. Và những cục công suất này anh em có thể cho vào các tủ kỹ thuật này và anh em có bánh xe có thể di chuyển rất là dễ dàng. Cục 3600 này thì với cân nặng tầm khoảng 44-45 kg và cục 904 này thì với cân nặng đó là 30-31 kg trên một chiếc anh em nhé. Thì với cục 904 này thì sẽ 4 quạt gió chạy rất mát, và những cục 3600 này thì tất cả quạt của nó là quạt size cao 3U chạy rất là mát máy từ tất cả anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Hôm nay giới thiệu tới anh em combo đẩy 4 kênh và đẩy 2 kênh. Có thể đánh mọi mặt trận của tất cả anh em, dù đi sâu đám cưới hoặc đánh trong phòng karaoke, quán hát hoặc cà phê sân vườn đều được anh em nhé. Combo rất là tuyệt vời cho tất cả anh em. Tổng hai cái này size 5U đẩy 8.300.000 và đẩy 2 kênh 3.600.000. 3600S giá 9.500.000 anh em nhé. Thì chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.